Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm muối ớt chanh chấm hải sản cũng như là các cái món đồ nướng thật là ngon ha. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ cho vào đây 2 trái ớt. Ai thích ăn cay hơn thì cho thêm nha. Rồi bây giờ cho vào đây 2 muỗng cà phê muối. Các bạn nhớ là khi mình cho cái lượng muối bao nhiêu thì mình cũng sẽ cho cái lượng đường bằng bấy nhiêu. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Ai không thích ăn bột ngọt thì có thể không cho ha. Đối với cái phần nước chấm này thì các bạn cần phải giã nhuyễn bằng chày cho chúng ta không có xay sinh tố nha. Tại vì có những cái loại nước chấm á các bạn, mình phải giã như thế này nè, nó mới ngon. Mình giã đến khi nào mà đường, bột ngọt, muối của mình á nó nhuyễn hết, nó tan ra hết. Làm này cũng đơn giản thôi nhưng mà chấm với hải sản đồ nướng là ăn bá cháy bò chét luôn nha. Để mình quay cái hướng này để các bạn mới thấy được nha. Nè, sắp tan hết đường rồi đó nha các bạn. Giả chừng nào rụng cánh thì thôi nha. Này nói vui thôi, chừng nào giả nào nó tan hết thôi. Rồi sau khi mình đã giả tan hết rồi, lấy cái muỗng này mình vét xuống. Nhiều khi cái món ăn của mình nó ngon hay không là một phần là nhờ cái phần nước chấm nữa nè. Nước chấm đôi khi nó rất là quan trọng đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nửa trái chanh vào. Nếu mà chanh các bạn mà to đó thì các bạn sẽ cho ít lại nha. Đây chanh của mình cũng nhỏ nên mình cho nửa quả luôn. Ngửi cái mùi chanh mình nó ứa nước miếng rồi. Chưa kịp chấm đồ ăn, chưa kịp chấm hải sản nữa mà nước miếng nó tứa rồi. Vớt bỏ cái hộp đi. Rồi giờ mình khuấy lên. Khuấy chừng nào tan hết đường bột ngọt gì luôn nha các bạn. Rồi đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi là mình đã có xong một cái phần nước chấm hải sản cực kỳ ngon. Rồi hy vọng là các bạn sẽ thích, và nếu như các bạn thích clip này của mình thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha, cũng như là chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng thực hiện. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.